Ok và chào mừng anh em và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình Trong cái buổi sáng ngày hôm nay thì mình sẽ cùng mọi người chúng ta tiếp tục chúng ta cập nhật về thị trường Và chúng ta sẽ cập nhật về dung của Bitcoin mọi người nhé Anh em chúng ta chưa có tài khoản của sàn giao dịch thì anh em có thể đăng ký tài khoản của sàn giao dịch Binance Để chúng ta giao dịch mọi người nhé Ngoài ra thì anh em nào mà chúng ta có tài khoản của sàn giao dịch Binance rồi Thì chúng ta có thể đăng ký thêm tài khoản của sàn OKX Để chúng ta có thể chia vốn ra cho đánh an toàn hoặc là anh em chúng ta có đăng ký thêm sàn Bybit, Bithead ở bên dưới này để cho nó yên tâm anh em nhé. Ok, ok, quay trở lại với cái thị trường crypto của chúng ta trong cái buổi sáng ngày hôm nay. Trong cái buổi sáng ngày hôm nay, ngày 24 tháng 5 khi mà mình đang ngồi cập nhật thị trường và mình đang ngồi phân tích thị trường với anh em thì thời điểm hiện tại thì Bitcoin đang giao dịch quanh mức 67.700 đô. Với cái vị thế và với cái nền giá ngày hôm nay thì hiện tại thì Bitcoin của chúng ta nó vẫn đang giao dịch ở một cái nền giá mà cao hơn so với cái điểm và những cái điểm NG mà mình cũng như anh em ở trong nhóm của mình chúng ta đánh. À, gần đây nhất thì chúng ta có một cái điểm cắt ao hàng và chúng ta có một cái điểm thoát hàng ở vùng giá 73.000 đô. Vùng giá khá là sát đỉnh đúng không? 73.000 đô. Thì cái đà giảm này thì nó kéo theo một cái đà giảm của anco rất lớn. Bitcoin thì giảm ít nhưng mà chúng ta có một cái đà giảm của Ancoin nó rất lớn. Giảm từ đây về đây đó thì đấy là một cái pha mà chúng ta thoát hàng thật sự rất là thành công rồi. Thì sau khi chúng ta thoát hàng xong thì thị trường chúng ta nó rơi xuống những cái vùng giá bên dưới này. Đấy, nó rơi xuống vùng giá bên dưới này, sau đó chúng ta có vào hàng mà chúng ta đánh con sóng màu lên. Tiếp tục thị trường vào đây chúng ta có một cái điểm vào hàng này. Đó, tiếp tục chúng ta cũng có những điểm vào hàng đây. Và đến thời điểm ngày hôm nay thì chắc chắn một điều là tài khoản của mọi người hay là tất cả anh em trong nhóm của mình thì chúng ta đều tăng tài khoản nếu như mọi người đi đúng cái plan cũng như chúng ta đi đúng cái kịch bản của chúng ta ờ, thì chúc mừng mọi người là chúng ta vẫn duy trì thị trường mặc dù đến ngày hôm nay thì bắt đầu nó có những cái tín hiệu đỏ theo đúng cái kịch bản nhưng mà về cơ bản là tài khoản của chúng ta vẫn đang lời khá là nhiều ờ, hôm trước thì tài khoản chúng ta còn lời tận 30 35 phần trăm cơ nhưng mà hôm nay thì nó mất đi khoảng tầm 5 6 phần trăm nhưng mà chúng ta vẫn có một cái mức lợi rất là lớn rồi bây giờ chúng ta sẽ nhìn về cái xu hướng thị trường một chút nhé về xu của thị trường về xu của Bitcoin thì chúng ta cũng không có gì chúng ta bàn cãi quá nhiều rồi. Anh em nào mở theo dõi những cái buổi live của mình thì mình đã từng chia sẻ ra hai cái vùng hỗ trợ của Bitcoin. Cái vùng đầu tiên là vùng quanh vùng 69.200 đô và cái vùng thứ hai là vùng quanh vùng 66 000 đô này. Thì cái này là sự thật đấy là trong cái buổi live cách đây khoảng hai hôm thì mình có đưa ra hai cái vùng hỗ trợ của Bitcoin là vùng 60 quanh vùng 69.200 đô và cái vùng thứ hai quanh vùng 66.800 đô này đó thì đến ngày hôm nay thì có một cái điều đó là nó đều xảy ra phản ứng giá và nó đều xảy ra những cái rơi về sau đó nó xảy ra phản ứng giá rất mạnh thế là anh em nào mà trong thời gian vừa qua thì một số anh em mới đầu tư mới follow mình thì sau đó hay có cái tư tưởng đó nha mình không biết kỹ thuật thì các bạn nên xem xét lại vì tại sao mà mình đưa ra hai vùng giá này thì khi mà giá nó về nó đều xảy ra những cái phản ứng giá khá là mạnh mẽ đúng không ạ thế là những cái nhận định những cái quan điểm của mình thì nó hoàn toàn chính xác và về cơ bản là xu hướng ngắn hạn thì Bitcoin nó đang chạy cực kỳ sát cái plan của mình. Xu hướng dài hạn thì chúng ta vẫn đang gồng lời rất tốt. Có thế nên là chúng ta cũng không có gì chúng ta phải lo lắng cả. Đó, về cái xu hướng thì hiện tại thì Bitcoin của chúng ta thì nó đang hình thành những con sóng điều chỉnh trên một con sóng tăng. Về xu hướng thì chúng ta cũng không cần bàn cãi quá nhiều rồi. Bitcoin mục tiêu tiếp theo là Bitcoin sẽ tiến tới cái target gần đây nhất là khoảng 80.000 đô. Thậm chí là Bitcoin có thể tiến tới cái vùng target xa hơn một chút là vùng 90.000 đô. Nó cũng không phải là quá khó. Thế là nếu anh em nào trong nhóm của mình mà chúng ta lên tàu được và chúng ta vào hàng được ở cái thời điểm là vùng 60 61 hay là vùng 56 57 thì hai vùng giá này chắc chắn là bây giờ đang mang lại cho mọi người một cái lợi nhuận rất ok và rất ổn. Và trước đây chúng ta đã có một con sóng đánh hay rồi. Chúng ta vẫn cố gắng là chúng ta gồng đời. Bitcoin thì nó về hai cái vùng hỗ trợ của mình. Anh em nào mà follow mình mà chúng ta đánh sóng ngắn chúng ta vào điểm hàng ở đây thì chúng ta cũng có một cái điểm chốt lời phía bên trên, trên này. Tiếp tục chúng ta có một cái điểm rồi ở đây, chúng ta lại có một cái nhịp hồi lên. Nên là về cơ bản là cái sóng thì nó chạy tương đối là sát lại plan rồi Về xu hướng thì bây giờ cá nhân của mình thì uh, Chia sẻ với anh em cả trong nhóm tín hiệu miễn phí Cũng là nhóm tín hiệu uh, VIP của mình Thì chúng ta đều lên tàu Thế nên là cái kịch bản bây chúng ta gồng đời thôi Tại vì chúng ta cũng có cái vị thế vào hàng quá đẹp rồi Cái vị thế nó quá tốt Đâu có anh em nào mà thực sự là mọi người chưa có hàng Thì, uh, thì anh em cũng sẽ phải tính toán thêm xem cái vị thế nào Vì chắc chắn là trong cái thời gian gần đây anh em vào thì có một cái điều nữa là cái vị thế ấy, hay là cái giá mà anh em mua nó cao hơn giá của mình rất nhiều. Và hiện tại thì mình đang gồng lời nhưng mà anh em chúng ta chưa có hàng thì anh em phải tính toán kỹ và follow bám sát cho mình. Những thời điểm mình cô anh em lên tàu thì anh em không dám mua. Đến thời điểm đến ngày hôm nay thì anh em về cơ bản là chúng ta mua thì chúng ta vẫn mua được. Nhưng mà giá này thì nó là giá cao, phải nói trước anh em là giá này thì so với cái điểm entry thì mình mua nó là giá cao rồi. Thì nếu mà anh em vào hàng thì chúng ta có thể target là 80.000 hoặc là target xa hơn một chút là 90.000 đô đó thì cái này tính toán của anh em thôi thì chắc chắn là giá bây giờ nó cao hơn thế nên là anh em sẽ phải tính toán anh em suy nghĩ và anh em cân nhắc nhiều hơn về xuống của bitcoin thì chúng ta vẫn đang có một cái đà tăng ở trên cái xuống dài hạn ờ, nếu trường hợp kịch bản xấu thì thị trường nó vẫn hoàn toàn rơi về cái vùng giá bên dưới này gần đây nhất thì chúng ta có vùng 57 và 58 mươi ngàn đô và thậm chí là chúng ta có một cái vùng sâu hơn chúng ta sẽ có một cái vùng sâu hơn nữa là vùng 52 54 mươi ngàn đô thì nó có hai vùng giá này thì cái cơ bản là nếu anh em hỏi mình là nó có thể xuống hay không thì nó vẫn hoàn toàn có thể xuống được thì vì cái quan trọng là đợt này thì đội market maker nó có muốn rũ người chơi hay không thôi Nếu đợt này người chơi mà chúng ta mà đang cầm hàng nhiều thì có thể là chúng ta sẽ có một cái nhịp rũ Nhưng trong cái trường hợp và trong cái kịch bản mà nếu như mà anh em mà chúng ta hiện tại chúng ta vẫn chưa giảm đến tàu Thì có thể chúng ta sẽ có một cái kịch bản mà chúng ta sẽ có một cái view để lên vùng 80 000 hay là vùng 90 000 đô thì cái này là do nhà cái của những người thảo luận thị trường thời điểm này họ làm giá thôi nhưng mà mình mua được cái vị thế quá tốt mà hiện tại mình vẫn đang gồng đời thế nên là những anh em nào mà đánh theo mình cũng là đi đúng cái plan của mình thì chúng ta cũng không cần phải suy nghĩ cũng là chúng ta không cần phải đắn đo rồi bây chúng ta sẽ nhìn qua một chút về xuống của an coi về an coi thì chúng ta cũng khá là vui vui đúng không ạ tại vì lần vừa qua thì chúng ta có một cái điểm cắt ao hàng cũng là chúng ta có một cái điểm thoát hàng rất tốt Ở trước đấy thì chúng ta có một cái nhịp thoát hàng ở vùng thiên này sau đó thị trường nó chỉnh chúng ta lại mua lại này tiếp tục chúng ta lại có một cái điểm tắt hàng sau đó thị trường nó xuống chúng ta đánh những con sóng liên tục tăng lên đó và chúng ta mang lại cái mức lợi nhuận về ăn coi khá là nhiều để chúc mừng mọi người chúng ta vẫn duy trì và chúng ta vẫn đồng hành với mình về xuống của thị trường về tổng quan chung về ăn coi thì mình vẫn khuyên khích mọi người đấy là hiện tại thì ăn coi vẫn nó vẫn đang ở trong cái vùng giá mà đa phần người chơi và đa phần cộng đồng thì chúng ta đều bị chia hai và chúng ta bị mất đi cái cái số tiền trong tài khoản rất nhiều thậm chí là bị chia hai thậm chí là nhiều hơn Ờ, nó khiến cho anh em chúng ta bây giờ chúng ta âm rất là lặng, thế nên là nó vẫn là cái cơ hội để cho anh em chúng ta đánh theo mình, chúng ta còn đôi, chúng ta vẫn có thể tính toán, chúng ta chia vốn ra và chúng ta mua. ăn coi cũng là thị trường trong cái thời điểm trong năm nay thì cái cơ hội nó sẽ rất là nhiều. Nếu như chúng ta mà tận dụng được cái tín hiệu của ăn coi thì chúng ta có thể tăng tài khoản rất tốt và theo như mình nói là trong thời gian tới nó là một cái cơ hội mà mọi người nên nắm bắt, tại vì nó là một cái cơ hội mà thật sự là nó có thể giúp cho chúng ta có thể tăng tài khoản của chúng ta có thể kiếm được tiền rất là nhiều coi thì anh em có thể bắt đầu tính toán chúng ta vẫn chia vốn ra chúng ta gom anh em nào mà gom được cái vùng đáy hôm trước mà thấp nhất mà mình có côn anh em để chúng ta lên tàu thì chúng ta có thể cố gắng chúng ta gồng lời coi mình vẫn chia sẻ rồi nên là sau này thì để mà mọi người mua được Những cái giá như ngày hôm nay thì nó cũng là một cái sự gì đấy mà ao ước nó tất nhiên là có thể là trong ngắn hạn trong trung hạn nếu có thể biến động nó có thể lên xuống nhưng mà cái điều đó nó không quan tâm về xuống dài hạn nghĩ rằng là đây là cái vùng giá mà sau là nhiều anh em chúng ta muốn mua nhưng mà có thể nó sẽ không được cái vị thế tốt này thì em tính toán cho mình xem nhưng mà nhớ là thời điểm này đại ăn coi thì có thể tài khoản vẫn biến động nhiều khi là anh em mà chọn dự án không tốt thì chúng ta vẫn có thể bị chia hai này anh em vẫn có thể bị âm nhiều này thậm chí này anh em có thể âm hai ba phần trăm nó là bình thường nó tại vì những thời điểm côn ở vùng đáy thì anh em chả mua bây giờ nó hồi lên rồi thì thực ra mua muốn mua được nhưng mà chắc chắn là anh phải chấp nhận một cái giá cao hơn thì anh em mà mua được cái đợt đáy mà mình cố năn coi thì thực sự nó quá ngon để chúng ta không thì cái đấy tùy vào chiến lược của anh em thôi chúng ta cố gắng là chúng ta mua được giá rẻ chúng ta không năm nay nó một cái năm mà rất tốt để chúng ta có thể giao dịch nhưng mà nhớ cho mình là thị trường và market nó không bao giờ nó sẽ giảm cả cái câu chuyện 50 tỷ mình đã kể với mọi người rất nhiều rồi để nó nó phản ánh lên cái bản chất của thị trường nó là một cái câu chuyện nó phản ánh lên cái bản chất của thị trường đó là cái câu chuyện là nếu như các bạn nạp vào số tiền là 50 tỷ đúng không các bạn đánh x 20 lần các bạn sẽ đánh lên 1.000 tỷ Thế thì vậy thì cái câu cái, cái, vấn đề đặt ra đó như trăm thì 950 tỷ đâu để trả cho mọi người 950 tỷ đâu để trả cho mọi người đúng không ạ thì đương nhiên phải có những người hy sinh và đấy là một số tiền rất là lớn và sau đó chúng ta trả ra một cái kết quả đó là gần như là cái tỷ lệ chọn trong thị trường nó rất là cao rất là cao và gần như đa phần người chơi đồ mất tiền thôi thì nên là anh em chúng ta cẩn thận chúng ta cố gắng chúng ta follow chúng ta bám sát giúp mình ờ, trong tháng tới thì chúng ta sẽ có những cái tín hiệu chúng ta để ăn co rất tốt thì em có thể tham gia vào trong nhóm tín hiệu premium thì điều kiện tham gia thì hoàn toàn miễn phí thôi mọi người đăng ký và chúng ta phải tham gia em nào chúng ta tham gia vào nhóm premium thì có thể nâng cấp lên nhóm gold vì sau là tín hiệu của nhóm gold nó sẽ nhanh hơn nó sẽ sớm hơn của những cái dự án nó sẽ tiềm năng hơn Ở nhắc lại với anh em để mà tham gia vào trong nhóm vip thì yêu cầu anh em chúng ta phải đồng điệu về cái tư duy về cái nối chơi thì chúng ta mới tham gia vào anh em chúng ta muốn có một cái chiến lược muốn có một cái lộ trình đánh hoàn hảo thì chúng ta mới đăng ký vào còn nếu như mà anh em mới biết đến kênh của mình hay là anh em đánh theo kiểu đầu tư FOMO đánh đầu tư theo kiểu bản năng thì mình nghĩ rằng nó sẽ chưa thực sự phù hợp đâu thì em có thể đăng ký vào trong nhóm miễn phí đánh trước đánh cũng rất là ok rồi đó thì thực sự là anh em nào mà chúng ta muốn đi với mình thì chúng ta mới đăng ký vào thôi đồng điệu về cái nối chơi tư duy và cái quan điểm đầu tư anh em nhé về quay trở lại về thị trường crypto trong ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nhìn qua một chút gần đây nhất thì chúng ta có một cái sự kiện khá là quan trọng của ETH đúng không ạ? chúng ta có một cái sự kiện khá là quan trọng của ETH nó đẩy cho ETH nó có một cái đà tăng rất tốt từ đến đây tăng được khoảng ba chục Có thế là anh em nào mà đánh được ETH trong thời gian vừa qua thì cũng rất là ngon. Đó, ETH thì mình vẫn chia sẻ rồi vẫn giữ vững quan điểm như thế này. ETH thì sau này target của ETH nó sẽ không dưới 10.000 đô. À, target lý tưởng nó sẽ là quanh mức 10.000 đô hoặc là thấp nhất nó phải bơm lên cho mọi người khoảng 7 cho đến 8 ngàn nhưng mà với với cái lực tăng của ETH như này thì mình nghĩ rằng là ETH hoàn toàn có thể đạt được những cái mốc target là 10 ngàn đô thậm chí là 12 ngàn đô thậm chí là cao hơn nó là bình thường đó thì anh em đã có hàng ETH thì chúng ta có thể mua thời gian trước thì mình có chia sẻ với anh em là ETH về 2k7, 2k8 thì nó đã về rồi anh em nào mà chúng ta lên tàu và chúng ta mua được chúng ta có hàng thì thực sự quá ngon để chúng ta gồng đời cơ hội năm nay chúng ta cố gắng là chúng ta tận dụng giúp mình ở chúng ta mang cái nguồn tiền nhàn rỗi và chúng ta đầu tư nó sẽ an tâm hơn cũng như chúng ta đỡ áp lực thì em cố gắng là anh em tính toán giúp mình nhé anh em nào trong nhóm của mình thì anh ta tuân thủ chiến lược đi theo cái đúng cái plan thì mình tin rằng là cuối mùa để mà anh em đạt được cái target nhân 5 và nhân 10 thì nó không quá khó đó thì anh em cố gắng là anh ta sẽ đạt cái target như vậy Thực sự cái việc mà nhân 5 hay là nhân 10 tài khoản thì nó không khó như mọi nghĩ nhưng mà nếu như mà các bạn combo thì cái việc chia tài khoản cũng như việc mất tiền nó cũng là nhanh thì em cố gắng là anh em tuân thủ giúp mình nhé mọi người nhé Ok, và trong cái buổi sáng ngày hôm nay thì mình tranh thủ mình update thị trường của mình cập nhật thị trường của mọi người một chút. Mọi người xem video của mình có thể ấn giúp mình like đô. Và hẹn gặp lại mọi người trong cái video tiếp theo. Bye mọi người.